giữa lúc bệnh tật, nghèo khó, bất hạnh đang khiến mọi cố gắng của người cha trở nên bế tắc, thì tình yêu con chữ của chị em Thiên An chính là niềm hy vọng duy nhất để họ thay đổi cuộc đời. Vậy là điều đặn mỗi ngày, cha vượt lên nỗi đau để chở con đến trường. Con vượt lên hoàn cảnh, gửi gắm tương lai vào từng trang sách. Có lẽ với chị em Thiên An, tri thức là tương lai, còn trường học là nhà, là nơi để các em được chữa lành những tổn thương, mất mát, được sẻ chia và tiếp thêm động lực để hiện thực ước mơ của cuộc đời mình.